Hè nóng như thế này muốn rủ nhau đi uống sinh tố lúa mạch cũng phải tìm nơi có mồi ngon chứ nhở. Quán này quý lắm mới cho địa chỉ đấy. Nhìn ngồi cắt cắt thế này đố không biết mồi của tôi là gì. Hơi bị độc lạ Hà Nội nha, chỉ có quán này mới có thôi. Chính là món bạch tuộc chiên mắm, bên trong thì được chiên giòn rụm, còn bên ngoài thì được áo một lớp mắm siêu ngon. Xong cũng chả trang trí gì đâu, để đúng vào cái bát thôi này. Do mình cũng thích nấu ăn thì mình tự nghĩ ra cái món này, mình làm thêm tự nghĩ ra thôi chứ không ai dạy cái món này cả. Quán này kiểu dạng local thôi, người xung quanh đây hay ngồi là chủ yếu. Nhưng mà để được thử cái món trông bình thường nhưng lại ngon bất bình thường này thì nhất định phải tới đây nhá. Vì hồi một cái tụi mình ăn sạch hết bát bạch tuộc luôn rồi này. Đây là Anh Minh quán ở 33 Văn Chương 2 nha. Đấy, vịt, gà, lợn, heo rồi nướng cái gì cũng có. Ngay trước cửa quán thơm phức luôn mà nhìn em nào cũng thấy bắt mắt. Đố các bạn biết là cái em da heo này có giòn không đấy? Quán siêu siêu bình dân thôi, nhìn menu là hiểu. Thế nhưng chất lượng món ăn thì cứ phải gọi là trời, em vịt trông quá là hấp dẫn rồi. Theo anh chị chủ chia sẻ thì vịt này được nướng theo công thức Quảng Trị, rất riêng và rất ngon, không phải ở đâu cũng làm được đâu nha. Mà rẻ lắm ý, con vịt này nó to nên là nửa con như mình phải tầm 3 người ăn mới hết được, mà chỉ có 110k thôi. Gì chứ đã bảo là mồi ở đây cực kỳ uy tín, các bạn tin mình đi. Uy tín đến cả bát nước chấm luôn, cũng được pha với phong cách rất riêng. Lớp da thì thơm, cái mùi nướng ám khói khói. Bên trong thì thịt vịt mềm, còn hơi hồng hồng nhẹ. Món này mua về để ăn tối với gia đình thì quá là hợp lý luôn. Vừa ngon vừa rẻ vừa nhiều thì đúng là chỉ những quán kiểu hơi vỉa hè và local thế này mới có. Ngoài vịt và bạch tuộc thì ở đây còn có cả cánh gà, chân gà, chiên mắm và rang muối. Cũng có nước chấm chua ngọt riêng luôn. Và anh chị cũng đùa đùa là tự tin cạnh tranh với các quán mà chuyên bán chân cánh gà kiểu này luôn. Sốt mắm của anh thì số rách rồi, nhưng mà thử qua rang muối thì cũng ok luôn. Đúng là nhiều năm kinh nghiệm làm bếp có khác. Quán này thì trong ngõ nên là ít người biết, cũng gần Hồ Văn Chương luôn đó. Thi thoảng người ăn mấy kiểu này thích ghê. Đây nhá, bill siêu rẻ luôn, các bạn tham khảo xem.